được anh Lê Thiện Viễn là đạo diễn của phim mời, nhưng mà thực ra là trong phim này cũng có rất là nhiều những anh chị gọi là lâu nay gọi là tiền bối, và cũng mong muốn được gặp ở ngoài cũng như là đem lòng hâm mộ, tại vì mọi người đều rất là giỏi và cái lĩnh vực điện ảnh là lĩnh vực mà Luna chưa bao giờ thử, nên những cái gì mà Luna chưa làm được Luna mong muốn được tiếp cận và học hỏi từ từ. Cho nên là ngày hôm nay thì Luna sẽ đến chủ yếu là ủng hộ cho anh Viễn, nhưng mà Luna sẽ trên cái tinh thần là ủng hộ hết phim và đặc biệt là ủng hộ cho em là của em. Mà nghĩ sao về cái bài diễn của anh Ngô Kiếp Viễn? Luna không thể tin được, tại vì khi mà thấy cái phần giống như là một cái Transformer, một cái phiên bản khác của anh Ngô Kiếp Huy thì đẹp gái quá. Luna nghĩ là anh Huy rất là hợp, và với những cái sự mà chuẩn bị mà đầu tư cho phim thì Luna xin được chúc em là của em cũng như anh Lê Thiện Viễn và tất cả các anh chị diễn viên khác trong phim sẽ có một sự ra mắt thật là hoành tráng. Nếu mọi người chưa thấy bao giờ, có thể là coi Transformer ở nước ngoài khá là nhiều, Transformer, Transformation, các thứ như robot, thì bây giờ sẽ có sự Transformer của con người thật ở Việt Nam, thì mọi người nên coi Em Là Của Em, vì đây chính là một cái gọi là một cái điểm nhấn của phim này, và Lên đang nghĩ là mọi người sẽ thích thôi. Có ý kiến cho rằng nếu mà cuộc thi Hoa Hậu mà để qua từng tập và loại từng thí sinh, đôi khi loại mất cái thí sinh tiềm năng á, thì Loan nghĩ sao về cái format của cuộc thi, nó có hợp không? Format hả? Format là loại thí sinh ấy hả? Đúng rồi, tại vì Hoa Hậu thường là sẽ thi chung chứ không có loại như vậy. Có lẽ là mọi người chưa biết về Miss International Queen, được dịch là đại sứ hoàng mỹ chứ không phải là hoa hậu hay gì cả, là cái việc mà để đại diện, tìm đại diện mà đi thi ở nước ngoài thì lúc đó thì mình mới gọi là một đại diện, gọi là để đi thi Miss International Queen, thì chưa bao giờ mà mọi người chấp nhận đây là một cái cuộc thi hoa hậu cả, mà chỉ gọi đó là một cuộc thi đại sứ hoàng mỹ để tìm ra người hoàn hảo nhất cho cái ngôi vị mà Miss International Queen thôi. Và Lena nghĩ là cái mô típ mới của đại sứ hoàng mỹ thì nó khá là phù hợp, vì nó sẽ giúp cho mọi người có được cái nếu những ai mà bị loại thì người ta sẽ có đủ cái thời gian để mà người ta cố gắng nỗ lực nhiều hơn, để nếu mà có cái cơ hội quay lại nhờ lượt vé vote thì người ta sẽ có sự chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi để mà chiến đấu. Nếu mà cái phòng phát loại như vậy mà nếu mà trong cái tập chung kết mà có một đội không có thí sinh thì sao? Cái này thì thật sự là Lan vẫn chưa nghĩ tới, nhưng mà nếu nói thì Lan nghĩ cũng bình thường thôi, nhưng mà thường thì thí sinh nó cũng giữa ba đội thì Lan nghĩ là sẽ luôn có một người gọi là một người thế mạnh mạnh nhất của mỗi team, thì Lan nghĩ là cái việc mà của một mentor sẽ là duy trì cái thí sinh đó cho đến cuối cùng, vì không mình duy trì tất cả thí sinh là việc cân bằng rồi, nhưng mà càng về sau thì ai mà đã có sẵn cái tố chất trong người thì người đó sẽ tự bộc lộ ra nữa, thì người đó sẽ là người được giữ lâu dài nhất. Loan nghĩ sao về quyết định của Minh Tú trong cái tập 4 vừa rồi khi mà đưa các thí sinh tiềm năng vào vòng Loan? Loan sẽ xin phép là không đánh giá đây là khuyết điểm của chị Tú, tại vì Loan nghĩ là Loan sẽ tôn trọng quyết định của mỗi người, nhưng mà với Loan thì Loan nghĩ là khi mà đưa ra cái quyết định như vậy thì chắc hẳn là chị Tú đã suy nghĩ rất là nhiều, và nếu như không phải là những cái thí sinh đưa vào vòng loại đó thì liệu mọi người có nghĩ ra được cái option nào khác nó phù hợp hơn không, tại vì khi mà tất cả thí sinh mà được chọn vào trong vòng loại thì mới thấy được những cái mặt khác của thí sinh nữa, cho nên Lena nghĩ là chị Tú cũng đã có một cái nhìn khá là bao quát và quyết định chọn khá là đúng đắn. 2020 là một năm Luna nghĩ khá là thành công với bản thân mình, và Luna nghĩ là ở 2021 thì sẽ là một năm hoàn thành nốt những cái mà Luna còn bị bỏ dở bởi những cái kế hoạch nó chưa được cụ thể hóa. Nhưng mà 2021 thì Luna sẽ cố gắng nhiều hơn để mà hoàn thành cả về con đường bản thân của mình ở một vị trí mentor chẳng hạn, hay là về lĩnh vực âm nhạc, hay là những lĩnh vực khác mà Luna sẽ suy nghĩ là muốn thử, thì Luna sẽ hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Luna, và dù như thế nào thì Luna vẫn sẽ luôn mang tinh thần học hỏi là chính, và hẹn gặp lại mọi người với một hình ảnh Luna ở năm 2021 mà tươi sáng hơn và rực rỡ hơn. Nhưng mà nếu mà định về điện ảnh nha, Luna muốn chọn cho mình một cái vai diễn như thế nào? Vai diễn à? Đã nữ. Mọi người nhìn mặt Luna là ta thấy rất là thiếu thốn sự lương thiện và hiền từ rồi. Thường sắp tới thì bên phim Chuyện Ngôi Thanh Nhân cũng có đã nữ đó, nhưng mà Luna nghĩ là Luna có theo dõi, và Luna nghĩ là đó sẽ là một cái
phim bom tấn ngầm và có thể là gây đến cho mọi người sự bất ngờ. Nên là mọi người cảm ơn mọi người nha, để cho bạn chuẩn bị vào được. Dạ rồi ạ, em cảm ơn mọi người.